dứt điểm. Đánh đầu. 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được mở và đó là Đỗ Duy Mạnh. Hồng Dũ. Tuyệt vời, penalty. Quả đá penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Ngọc Hải. Tỷ số dễ dàng được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Trên sân captain Vita Trọng Hoàng cùng với đội của mình là người chiến thắng. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Tỷ số là 3-0. Sau một chiến thắng thì mọi người luôn luôn rất là vui vẻ, phấn khích vì chúng em đã có được thành quả mà chúng em mong muốn là chiến thắng trước Indonesia và để có sự tự tin hướng tới những trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup. Hôm nay là sinh nhật của Hải, thì Hải có gửi lời gì cho
hôm nay thì là một ngày rất đặc biệt. Hôm nay là đúng ngày sinh nhật của vợ em, một người đã dành cho em tình yêu thương hết mực và sự hy sinh, và là hậu phương rất là vững chắc cho em thi đấu và tập luyện. Dù mà mình ở rất xa thì em luôn muốn nói lời cảm ơn và cảm ơn tới vợ của mình, và chúc cô ấy luôn luôn có được niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Ngày hôm nay cũng là ngày mà Trọng Hoàng kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Hai anh em có rất là nhiều những cái dịp tuyệt vời này, là người rất là thân thiết, thì Trọng Hoàng có chia sẻ gì với Hoàng Hải về cái chuyện này không? Hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt, rất nhiều cầu thủ có một ngày đặc biệt với ở trận đấu ngày hôm nay. Ví dụ như là Tư Dũng, rồi Đỗ Hùng Dũng cũng hướng đến một trận chiến thắng để dành tặng cho những người con sắp ra đời. Và anh Trọng Hoàng thì điều lo ngày cưới thì đúng là ngày hôm nay thì rất là nhiều niềm vui, và chiến thắng ngày hôm nay thì của tập thể, nhưng mà với những cá nhân có những ngày đặc biệt, có những dịp đặc biệt trong ngày hôm nay thì đúng là họ đã có một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn với ông ạ. Cảm ơn từ ghép từ. Tuyệt vời. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.